Xin chào các anh chị và các bạn. Chỉ cần với 5 phút dây bấm huyệt mỗi ngày, chúng ta có thể đánh bay nám, tàn nhang, giúp da trắng hồng nõn nà và trẻ đẹp. Hôm nay Dược Sư Luận sẽ hướng dẫn các anh chị phương pháp tác động vào huyệt đạo, giúp trẻ em đánh bay các vết nhăn nheo, thâm nám, vết dạng chân chim trên da, giúp cho da rẻ trẻ em được trẻ đẹp, trắng hồng, nõn nà như lứa tuổi 18. Đặc biệt, phương pháp này giúp da tự phục hồi mà không cần phải sử dụng các loại mỹ phẩm kèm dưỡng hỗ trợ nào cả. Tuyệt vời quá phải không các anh chị? Làn da của chúng ta được nuôi dưỡng bởi các chất dinh dưỡng dẫn truyền bởi vô vàn mạch máu đi ti huyết quản và các sợi thần kinh xúc giác đi ra bên ngoài bề mặt da của chúng ta. Khi chúng ta tác động lên các huyệt đạo có chức năng điều chỉnh các thần kinh, hỗ trợ sự khí hóa của cơ thể, giúp lưu thông khí huyết, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tái tạo các tế bào da của chúng ta. Thông qua đó sẽ đem đến các chuyển biến tích cực về sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt làm đẹp da mặt, làm trẻ hóa da mặt rất là hiệu quả. Các tác dụng tuyệt vời từ phương pháp bấm huyệt có thể kể đến như thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và các chất bẩn cặn bã qua tiết mồ hôi, từ đó giúp da chúng ta khỏe mạnh, săn chắc hơn. Hỗ trợ lưu thông mạch máu dưới da, giúp da hấp thu dưỡng chất tốt hơn, giúp loại bỏ các cái tế bào chết trên bề mặt da của chúng ta, cho phép da hô hấp tốt hơn, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa, duy trì vẻ đẹp thanh xuân cho làn da của các anh chị. Sau đây Dược Sư Luận sẽ hướng dẫn các anh chị các cái bước để chúng ta tác động lên huyệt đạo, giúp trẻ hóa và làm đẹp da. Đầu tiên là bước thứ nhất, chúng ta sẽ tiến hành massage hỗ trợ. Chúng ta dùng cái gốc bàn tay này sát lên phần trán theo hướng từ dưới lên, sau đó xoa theo hình xoắn ốc ra thái dương. Chúng ta thực hiện cái thao tác này khoảng 10 lần để giúp giảm cái nếp nhăn ở vùng trán. Tiếp theo, chúng ta dùng hai ngón tay cái, hai cụm tay cái các chị này, chúng ta miết từ phần giữa hai chân mày ra hai bên thái dương. Động tác này là chúng ta thực hiện sát men theo cái chân của lông mày các chị. Chúng ta làm thao tác này 10 lần. Chúng ta kéo ra rồi chạy thêm hai về thái dương. Sau đó chúng ta chuyển lên các khu vực ở trên trán. Động tác này nó giúp thư giãn và giảm cái nếp nhăn ở trên trán. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ấm nóng lên vùng mặt chúng ta. Chúng ta tạo hơi ấm bằng cách trà sát hai bàn tay vào nhau như thế này. Sau đó chúng ta hai lòng bàn tay vào mắt, tiếp tục massage các vùng mặt để giúp thư giãn, tinh thần nó thoải mái đấy chị. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thực hiện bước 2, đó là bấm huyệt giúp sáng da và đẹp da. Huyệt vị đầu tiên chúng ta tác động đó chính là huyệt dương lão. Huyệt dương lão nằm ở chỗ lõm trên mắt cá tay, phía sau cổ tay một tấc. Cách xác định huyệt rất là dễ dàng, thì chúng ta đưa cái tay trái của chúng ta đến trước ngực như thế này, phần bù bàn tay hướng ra ngoài, bù bàn tay đến anh chị, bù bàn tay các anh chị, dùng ngón tay cái của tay phải luồn vào khe dưới của ngón trỏ và ngón cái của tay trái, các ngón tay còn lại ôm sát cái phần cạnh bàn tay này. Ngón trỏ chúng ta hơi chõi về phía mắt cá tay, thì cái điểm mà đầu ngón tay trỏ chạm chỉ vào đâu, đó chính là huyệt dưỡng lão. Chúng ta có hai huyệt dưỡng lão ở hai bên tay, mỗi tay chúng ta có một huyệt. Thì huyệt dưỡng lão này nó thuộc tiểu trường kinh. Khi tác động vào huyệt vị này, nó giúp điều trị các chứng bệnh ở ruột non, giúp thanh lọc ruột non, đào thải các chất cặn bã trong ruột cũng như toàn cơ thể.
từ đó giúp da chúng ta sáng hồng và trắng sáng. Thì chúng ta biết rằng là cái màu da của chúng ta được tạo bởi các sắc tố, bởi màu da tùy thuộc vào từng chủng tộc, thành phần dân tộc trên thế giới, nhưng trong đó là có cái thành phần sắc tố da. Thì cái sắc tố da này của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều bởi cái chất cặn bã độc tố. Thì chúng ta thấy là những cái người mà có vấn đề táo bón hoặc là đại tràng lâu ngày ấy, những người bị mắc bệnh đại tràng ấy, thì cái làn da nó rất là xấu, làn da thường đen sạm, khô và sần sùi do các chất cặn bã, chất thải trong đường ruột nó không được đào thải hết. Do những chất cặn bã, chất thải ở trên da của chúng ta nó không được máu đưa về thận, đưa về các cơ quan nặng trong đường ruột, dẫn đến là cái màu da của họ rất là xấu. Khi mà chúng ta tác động vào hệ dưỡng lão này, nó giúp thanh lọc, đào thải chất cặn bã này ra, từ từ sẽ làm cho cái làn da của chúng ta nó trắng sáng lên. Thì cách bấm huyệt dưỡng lão rất đơn giản, chúng ta dùng ngay đầu ngón tay cái dây bấm quanh huyệt dưỡng lão từ 2 đến 3 phút. Hoặc chúng ta có thể là xoa cao hoặc dầu nóng vào ngay những vị trí huyệt dưỡng lão này. Sau đó chúng ta dùng những quay nhang như thế này, chúng ta châm đốt cho nó nóng đỏ lên, rồi chúng ta hơ quanh những vị trí huyệt dưỡng lão này từ 2 đến 3 phút, nó cũng cho cái kết quả rất là tốt các anh chị. Thì sau khi mà chúng ta tác động xong huyệt dưỡng lão bên này thì chúng ta sẽ chuyển qua tác động vào huyệt dưỡng lão ở bên tay đối diện, cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng day trong vòng từ 2 đến 3 phút, hoặc là cũng có thể là hơi nhang qua những huyệt này từ 2 đến 3 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ tác động vào huyệt vị thứ hai, đó chính là huyệt ế phong. Huyệt ế phong nằm ngay dưới hai xương hàm của chúng ta, sát ngay sau dái tai này. Thì khi chúng ta ép cái dái tai xuống sát da cổ thì điểm dưới cùng của dái tai nó chạm vào đâu thì đó chính là huyệt ế phong. Cái huyệt ế phong này khi chúng ta tác động vào, nó sẽ giúp cải thiện độ bóng của da và độ săn chắc của cơ mặt và các mô liên kết. Điều này có thể làm giảm sự xuất hiện các vết nhăn mà không cần dùng thuốc hoặc phẫu thuật. Thì cách tác động vào huyệt ế phong này cũng rất đơn giản, chúng ta cũng không cần thiết phải xác định chính xác cái vị trí của huyệt đâu. Chúng ta dùng hai ngón tay và một ngón tay trỏ các anh chị, chúng ta chà miết, vừa chà vừa day lên xuống liên tục như thế này, ngay khu vực của dái tai đấy. Chúng ta chà day liên tục trong thời gian là từ 1 cho đến 3 phút. Chúng ta chà làm sao cho cái khu vực này nó ấm nóng lên là đạt. Huyệt vị thứ ba mà chúng ta tác động vào đó chính là huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường hay còn gọi là con mắt thứ ba, nó nằm ở giữa hai cung lông mày các anh chị. Thì huyệt nằm ở giữa hai cung lông mày này, giao với đường chính giữa đi qua sống mũi. Thì khi bấm huyệt ấn đường, nó giúp kích thích các tuyến nội tiết chính, đặc biệt là tuyến yên, nó giúp cải thiện các cái kết cấu của da. Thì chúng ta dùng ngay cái đầu ngón tay trỏ đặt ngay vị trí huyệt ấn đường này, chúng ta day tốc chiều kim đồng hồ trong thời gian từ 1 đến 3 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ tác động vào huyệt nghinh hương. Huyệt nghinh hương thì nó nằm ở dưới cùng của cái gò má này, thẳng hàng với khóe miệng. Thì chúng ta để ý là chúng ta khi trong tư thế chúng ta ngâm miệng thì cái khóe miệng của chúng ta ở đâu, chúng ta kéo thẳng lên thì gặp ngay với cái đường gò má đây. Đấy, thì đó gặp ngay đường gò má đây thì đó chính là huyệt nghinh hương. Hoặc là chúng ta dùng hai ngón tay trỏ ngón tay cái, chúng ta đặt ngay ở cái mũi như thế này, thì cái điểm chạm tiếp xúc của đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ thì đó cũng chính là huyệt nghinh hương. Thì khi mà chúng ta bấm huyệt nghinh hương, nó sẽ có tác dụng là giảm mũi trứng cá và các vết thâm nám, cải thiện lưu thông máu trên khuôn mặt. Do đó
làm tái sinh khuôn mặt, tái sinh da và làm săn chắc các vùng má bị chảy xét. Huyệt còn được sử dụng để chữa, để giảm nghẹt mũi, sùng mũi và đau đầu rất là hiệu quả. Chúng ta dùng hai ngón tay trỏ đặt ngay vị trí hai huyệt nghinh hương, bấm dây nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ tác động vào vị trí thứ 5, đó chính là huyệt quyền điêu. Huyệt quyền điêu nằm ngay ở dưới xương gò má, là giao điểm của đường chân cánh mũi, kéo ngang ra và đường ngoài của mí mắt kéo thẳng xuống. Thì hai cái điểm này nó gặp nhau ở đâu? Giao điểm đó chính là huyệt quyền điêu. Huyệt quyền điêu là huyệt quyết định chính đến làn da sáng hồng và mịn màng, rất là công dụng. Thì cách dây bấm huyệt quyền điêu, chúng ta đặt hai ngón tay trỏ ngay vị trí huyệt quyền điêu như thế này. Chúng ta dây bấm nhẹ nhàng, hơi có lực một chút cái gì, từ 1 đến 3 phút. Một số cái điều lưu ý khi chúng ta bấm huyệt, chúng ta phải chú ý để nó đạt cái kết quả tốt nhất. Thì để bấm huyệt đạt kết quả tốt nhất thì chúng ta trước tiên phải xác định được chính xác cái vị trí của huyệt để chúng ta tác động vào. Mỗi ngày chúng ta nên làm thao tác bấm huyệt này 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Chúng ta nên kiên trì tiến hành cái thao tác bấm huyệt này liên tục trong vòng từ 20 cho đến 30 ngày, sẽ cảm thấy cái làn da chúng ta nó được trẻ hóa, căng mọng và trắng hồng săn chắc. Trước khi bấm huyệt, chúng ta nên rửa sạch tay, vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ấn huyệt để tránh gây nhiễm trùng da và tăng nguy cơ gây mụn. Có thể dùng thêm một chút dầu hoặc là chút cao bôi trơn để nó dễ thao tác hơn. Tuyệt đối không được bấm huyệt ngay sau khi sử dụng đồ uống có cồn như uống rượu bia, hoặc khi chúng ta quá đói hoặc ăn quá no cũng không nên bấm. Không bấm huyệt đẹp da đối với những người có bệnh tim mạch hoặc suy giãn tim mạch. Không dây ấn huyệt khi trên mặt của chúng ta đang có những tổn thương, sưng viêm hoặc bầm tím. Chúng ta không được bấm huyệt cho phụ nữ có thai vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Ngoài bấm huyệt, chúng ta cũng lưu ý uống bổ sung đủ nước để cung cấp đủ độ ẩm cho da. Chú ý bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của làn da. Các loại rau xanh, trái cây, củ quả giàu collagen như đậu phộng, như bơ, xà lách, các loại trái cây gọi là waterfruit các anh chị. Chị em nên giữ cho mình một cái tâm thế thật là thoải mái, tránh trường hợp stress, căng thẳng dẫn đến lo lắng, lo âu, mất ngủ hay cau mày nhăn nhó, lại tạo ra nhiều vết nhăn. Những vết nhăn trên da này sẽ làm cho chúng ta già đi, không đẹp chút nào đâu các anh chị. Trên đây giờ xin lỗi vừa hướng dẫn các anh chị phương pháp bấm huyệt để giúp trẻ hóa làn da. Chúc các anh chị có một cái làn da trẻ đẹp, tươi trẻ, hồng hào, trắng mịn, căng tròn, căng bóng và luôn luôn tỏa sáng trong cuộc sống, trong đời thường cũng như trong công việc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, mong các anh chị hãy chia sẻ thật nhiều để giúp đỡ được nhiều người hơn. Và đừng quên hãy bấm cho Dược Sĩ Luân một like, đăng ký để ủng hộ Dược Sĩ Luân, động viên Dược Sĩ Luân ra được nhiều video hay hơn nữa, giúp ích được nhiều hơn cho cộng đồng trong thời gian tới nha. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.